tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia vừa đưa ra nhận định về tình hình thời tiết cả nước từ nay đến cuối năm. Theo cơ quan khí tượng, từ tháng 9 tới tháng 11, cả nước tiếp tục có khả năng xảy ra các hiện tượng thời tiết nguy hiểm như dông, lốc, sét và gió giật mạnh. Tháng 9, nắng nóng vẫn có khả năng xảy ra ở khu vực Bắc Bộ và Trung Bộ. Sang tháng 10, nắng nóng xuất hiện cục bộ ở các khu vực này. Chuyên gia khí tượng nhận định, không khí lạnh sẽ bắt đầu hoạt động từ tháng 9 tới tháng 10 và xu hướng gia tăng tần suất và cường độ mạnh dần từ tháng 11. Không khí lạnh và rét đậm rét hại gia tăng cường độ, tần suất trong tháng 12 năm 2024 và tháng 1 năm 2025. Hiện tượng rét đậm rét hại diện rộng ở Bắc Bộ có khả năng xuất hiện vào nửa cuối tháng 12 năm 2024. Trong tháng 1 và tháng 2 năm 2025, rét đậm rét hại tiếp tục xuất hiện trên diện rộng ở các tỉnh miền Bắc. Cần đề phòng khả năng xảy ra những đợt rét đậm rét hại kéo dài khoảng 5-8 ngày, kèm theo hiện tượng sương muối băng giá ở vùng núi khu vực Bắc Bộ. Từ tháng 12 năm 2024 đến tháng 2 năm 2025, bão và áp thấp nhiệt đới trên Biển Đông có khả năng xuất hiện ở mức xấp xỉ trung bình nhiều năm là khoảng 1,4 cơn và có thể ảnh hưởng đến đất liền. Bên cạnh đó, cơ quan khí tượng dự báo mùa mưa ở khu vực Trung Bộ, Tây Nguyên và Nam Bộ có khả năng kết thúc muộn hơn bình thường, khoảng nửa cuối tháng 12. Khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ vào tháng 1 tới tháng 2 năm 2025 có thể xuất hiện mưa trái mùa. Dự báo khu vực Bắc Bộ từ nay đến sáng ngày 14 tháng 8 dự báo có mưa vừa, mưa to và dông. Cục bộ có nơi mưa rất to với lượng mưa phổ biến từ 50-100mm, cục bộ có nơi trên 200mm. Ngày và đêm 14 tháng 8 ở khu vực Bắc Bộ tiếp tục có mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ có nơi mưa rất to với lượng mưa phổ biến từ 30-60mm, cục bộ có nơi trên 150mm. Đợt mưa lớn này có khả năng kéo dài đến ngày 15 tháng 8. Ông Vũ Anh Tuấn, Phó trưởng phòng dự báo thời tiết, Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, Tổng cục Khí tượng Thủy văn cảnh báo. Trong đợt mưa này, lượng mưa lớn thường xảy ra tập trung vào chiều tối và đêm nên công tác ứng phó cũng sẽ gặp khó khăn hơn. Mưa thường xuất hiện trên phạm vi hẹp ở không gian cấp tỉnh với cường suất lớn. Vì vậy, khả năng rất cao gây lũ quét, sạt lở đất, ngập úng tại các khu vực trũng thấp, đặc biệt là trên khu vực các tỉnh vùng núi. Cảnh báo nắng nóng ở miền Trung. Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, ngày hôm nay 13 tháng 8, ở khu vực từ Nam Nghệ An đến Ninh Thuận có nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt với nhiệt độ lúc 13 giờ phổ biến từ 35-36 độ, có nơi trên 36 độ như Đô Lương Nghệ An 36,7 độ, thành phố Đà Nẵng 36,3 độ, Ba Tơ Quảng Ngãi 36,7 độ, Hoài Nhơn Bình Định 37,6 độ, Tuy Hòa Phú Yên 36,8 độ, Phan Rang Ninh Thuận 36,6 độ. Độ ẩm tương đối lúc 13 giờ phổ biến từ 50-60%. Dự báo diễn biến nắng nóng trong 24 giờ đến 48 giờ tới ngày 14 tới ngày 15 tháng 8, khu vực từ Nghệ An tới Ninh Thuận có nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt với nhiệt độ cao phổ biến từ 35-37 độ, có nơi trên 38 độ. Độ ẩm tương đối thấp nhất phổ biến từ 50-55%. Cảnh báo nắng nóng ở Trung Bộ còn có khả năng kéo dài trong những ngày tới. Do ảnh hưởng của nắng nóng và nắng nóng gay gắt kết hợp với độ ẩm trong không khí giảm thấp nên có nguy cơ xảy ra cháy nổ và hỏa hoạn ở khu vực dân cư do nhu cầu sử dụng điện tăng cao và nguy cơ xảy ra cháy rừng. Ngoài ra, nắng nóng còn có thể gây tình trạng mất nước, kiệt sức, đột quỵ do sốc nhiệt đối với cơ thể người khi tiếp xúc lâu với nền nhiệt độ cao. Lưu ý, nhiệt độ dự báo trong các bản tin nắng nóng và nhiệt độ cảm nhận thực tế ngoài trời có thể chênh lệch từ 2-4 độ, thậm chí có thể cao hơn phụ thuộc vào các điều kiện mặt đệm như bê tông, đường nhựa. Nhận định xu hướng thời tiết 10 ngày tới cả 3 miền. Dự báo thời tiết các khu vực từ đêm 12 tháng 8 đến ngày 14 tháng 8. Bắc Bộ có mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ có nơi mưa rất to. Thanh Hóa và Nghệ An dự báo thời tiết có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to, mưa dông tập trung vào chiều và đêm. Từ ngày 14 tháng 8 có mưa rào và dông vài nơi. Từ Hà Tĩnh đến Ninh Thuận, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng nóng có nơi nắng nóng gay gắt. Các khu vực khác, khu vực này có mưa rào và dông vài nơi, riêng Tây Nguyên và Nam Bộ chiều tối và tối ngày 12 tháng 8 có mưa rào và dông rải rác. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét và gió giật mạnh. Biến đổi thời tiết từ đêm 14 tháng 8 đến ngày 22 tháng 8. Bắc Bộ dự báo thời tiết đêm 14 tháng 8 có mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ có nơi mưa rất to, từ khoảng ngày 15 tháng 8 có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Trung Bộ, thời tiết ngày nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, riêng Thanh Hóa và Nghệ An có mưa rào và dông vài nơi. Tây Nguyên và Nam Bộ, có mưa rào và dông vài nơi, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Tin bão áp thấp nhiệt đới mới nhất của Cơ quan Thiên văn và Địa vật lý Khí quyển Philippines PAGASA ngày 15 tháng 8 cho hay, vùng áp thấp LPA được phát hiện ngoài khơi Bắc Luzon, Philippines có khả năng mạnh lên thành áp thấp nhiệt đới trong 24 giờ tới, nhưng cũng có thể nhanh chóng rời khỏi khu vực dự báo của Philippines. Theo tin bão áp thấp nhiệt đới mới nhất, vùng áp thấp gần Biển Đông đang cách Bắc Luzon khoảng 1.375 km về phía đông, đang nằm bên trong khu vực dự báo của Philippines. Chuyên gia thời tiết Robert Patrina của PAGASA cho hay, vùng áp thấp này dự kiến được đặt tên là Dindo. Hiện tại, theo các nhà dự báo thời tiết PAGASA, áp thấp gần Biển Đông không có tác động trực tiếp đến Philippines và lượng mưa đang ghi nhận ở một số vùng của nước này là do gió mùa Tây Nam hay Habagat. Manila Times dẫn lời nhà dự báo Patrina chia sẻ trong thông báo lúc 5 giờ sáng 15 tháng 8. Habagat đang gây ra những trận mưa rào và dông rải rác và riêng lẻ ở nhiều khu vực, trong đó có Metro Manila, phần còn lại của Luzon và Tây Visayas. Theo dự báo thời tiết mới nhất của PAGASA, các khu vực còn lại của Philippines sẽ ghi nhận trời nhiều mây hoặc có mây do dông cục bộ. Cũng liên quan tới diễn biến bão gần Biển Đông, tin bão mới nhất của Trung tâm Cảnh báo Bão Liên hợp JTWC của Không quân Mỹ và Hải quân Mỹ cho hay, Amphan, bão số 7 trong mùa bão Tây Thái Bình Dương, đang cách Yokosuka, Nhật Bản, 867 km về phía Nam. Cơn bão đang di chuyển theo hướng Bắc, Đông Bắc với tốc độ 17 km/h trong 6 giờ qua. Dự báo bão mới nhất cho hay, bão Amphan sẽ tiếp tục di chuyển theo hướng Bắc, Đông Bắc. Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, hiện nay khu vực vùng núi Bắc Bộ có mưa rào và dông cục bộ. Đêm ngày 10 tháng 8 và ngày 11 tháng 8, khu vực vùng núi Bắc Bộ dự báo có mưa vừa, mưa to và dông. Cục bộ có nơi mưa rất to, với lượng mưa phổ biến từ 30–60 mm, cục bộ có nơi trên 150 mm. Khu vực Đồng bằng và Trung du Bắc Bộ có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to với lượng mưa từ 15–30 mm, cục bộ có nơi trên 70 mm. Chiều tối và tối ngày 11 tháng 8, Thanh Hóa và Nghệ An dự báo có mưa rào và dông, cục bộ có nơi mưa to với lượng mưa từ 10–30 mm, có nơi trên 50 mm. Đêm 11 tháng 8, ngày 12 tháng 8, khu vực Bắc Bộ được dự báo có mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ có nơi mưa rất to với lượng mưa từ 30–70 mm, cục bộ có nơi trên 180 mm. Đêm 12 tháng 8, ngày 13 tháng 8, khu vực Bắc Bộ tiếp tục có mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ có nơi mưa rất to với lượng mưa phổ biến từ 30–70 mm, cục bộ có nơi trên 180 mm. Cơ quan khí tượng lưu ý trong đợt mưa này, lượng mưa lớn thường xảy ra tập trung vào chiều tối và đêm trên phạm vi hẹp ở không gian cấp tỉnh với cường suất lớn nên khả năng rất cao gây lũ quét, sạt lở đất, ngập úng tại các khu vực trũng thấp, đặc biệt trên khu vực các tỉnh vùng núi. Cảnh báo trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét và gió giật mạnh. Cấp độ rủi ro do thiên tai, mưa lớn, lốc sét là cấp 1. Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, sáng 23 tháng 7, bão số 2 đã suy yếu thành áp thấp nhiệt đới. Hồi 7 giờ, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới ở vào khoảng 21,3 độ Vĩ Bắc, 107,6 độ Kinh Đông, trên vùng ven biển Quảng Ninh, Hải Phòng. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 7, từ 50–60 km/h, giật cấp 9, di chuyển chậm theo hướng Tây Tây Bắc với tốc độ từ 5–10 km/h. Đảo Bạch Long Vĩ đã có gió mạnh cấp 10, giật cấp 12. Đảo Cô Tô có gió mạnh cấp 6, giật cấp 10. Tại Trà Cổ có gió mạnh cấp 9, giật cấp 10. Tại Cửa Ông có gió mạnh cấp 6, giật cấp 7. Đầm Hà, Quảng Ninh có gió mạnh cấp 6, giật cấp 9. Ở phía Đông Bắc Bộ và Thanh Hóa đã có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to như Cát Bà, Hải Phòng 276 mm, Cẩm Phả, Quảng Ninh 150 mm. Lúc 7 giờ, khu vực ven biển của thành phố Hạ Long, mưa lớn kèm gió mạnh, cấp 7, cấp 8. Nhiều cây trên đường bị gãy đổ, gây ách tắc giao thông. Dù không nằm trong tâm bão, nhưng các địa phương như Hà Nội, Thái Bình, Nam Định mưa từ đêm qua tới sáng nay. Trung tâm Khí tượng dự báo từ sáng 23 tháng 7 đến đêm 24 tháng 7, Tây Bắc Bộ và Thanh Hóa mưa vừa, mưa to và dông. Cục bộ có nơi mưa rất to, tổng lượng mưa phổ biến từ 50–100 mm, cục bộ có nơi trên 200 mm. Chiều và đêm 23 tháng 7, Nghệ An đến Quảng Trị, Tây Nguyên và Nam Bộ mưa rào và dông. Cục bộ có nơi mưa to với lượng mưa từ 15 đến 30 mm, cục bộ có nơi trên 70 mm.